nước chính là một trong những chất dinh dưỡng đang bị lãng quên. Và chúng ta đang rơi vào cái cuộc khủng hoảng thừa, là thừa năng lượng nhưng thiếu dinh dưỡng. Dinh dưỡng ở đây có nghĩa là mọi người thiếu vi chất. Mặc dù ở Việt Nam nhưng chúng ta đang thiếu vitamin D, chúng ta thiếu canxi, chúng ta thiếu magie, chúng ta thiếu kali. Những cái vi chất nhỏ nhỏ như thế chúng ta lại đang thiếu, mặc dù mọi người đang thừa năng lượng. Gần như chúng ta đều có thừa cân với cả béo phì, và một loạt các hệ quả đi theo là chúng ta có những cái bệnh chuyển hóa về mỡ máu, về gan nhiễm mỡ, về gút, về huyết áp, hay là có những cái bệnh về thận. Tổn thương về trí nhớ, mọi người hay bị mất trí nhớ tuổi già, cái bệnh Alzheimer, hoặc là những cái vấn đề về thần kinh đang được diễn ra rất là nhiều. Và người ta dần dần người ta nghiên cứu ra đấy là do mọi người bị thiếu vi chất. Và một trong những cái vấn đề đấy chính là mọi người bị thiếu nước. Mọi người không nghe nhầm đâu, là chúng ta thiếu nước. Gần như ai chúng ta hàng ngày cũng uống nước, nhưng chúng ta đang uống nước sai cách là một. Và hai nữa là chúng ta uống cái nguồn nước đấy nó không đảm bảo. Nước thì đây phải là cái nước nó thật sự là sạch, và ở trong đấy nó được gọi là nước tự nhiên. Ở trong đấy nó có rất nhiều khoáng chất. Nước mà mọi người uống hàng ngày không phải là mỗi 2O đâu, mà ở trong đấy nó còn có kali, nó còn có natri, nó còn có canxi ở trong đấy. Nhưng cái nước của mọi người bây giờ nó rất nhiều các tạp khuẩn, và cái độ pH ở trong đấy nó cũng không dễ để hấp thu nữa. Hai nữa là mọi người uống nước theo cái khuyến cáo đấy là mỗi ngày chúng ta uống khoảng tầm 2 lít rưỡi cho tới 3 lít nước. Cái khuyến cáo đấy không sai, bởi vì theo các nghiên cứu thường là người ta sẽ làm ở những người Tây rất là to lớn. Cái lượng nước cần cho cơ thể của người ấy, nó sẽ tham gia vào mọi cái hoạt động. Thì cái người Tây người ta rất là to, người trung bình người ta có thể tầm 80-90 cân, có thể là hơn một tạ. Nhưng mà với người Việt Nam thì nhỏ hơn 50 cân. Mà mọi người so với một người 50 cân với cái lượng nước với một người 80 cho tới 100 cân là chắc chắn nó sẽ sai rồi. Để có cái lượng nước phù hợp với mọi người, chúng ta sẽ lấy 0.04 nhân với cân nặng của mọi người. Trung bình một người Việt Nam, chẳng hạn như mọi người nặng 50 cân thì chúng ta chỉ cần uống 2 lít nước một ngày. Trừ khi là mọi người có lao động ở bên ngoài hoặc chúng ta có tập luyện thì mọi người nhân với 0.05 là sẽ ra lượng nước uống hàng ngày. Và cũng không phải là cứ uống nước là mọi người cầm cái chai lên tu đủ 2 lít nước. Như thế thì càng uống mọi người càng đi tiểu thôi, uống xong một cái là buồn đi tiểu, uống xong một cái là buồn đi tiểu. Bởi vì cơ thể của chúng ta không hấp thu được toàn bộ cái số nước đấy uống vào, nó sẽ phải đào thải ra bằng cách là chúng ta đi tiểu. Càng uống nước vào thì thấy mắt của mình càng trũng xuống, vào ngày hôm sau lưng của mình mỏi hơn. Có khi có những người uống nước xong mà cảm thấy nó căng tức cái bụng và khó chịu hơn. Thì cái cách uống nước đúng ở đây là mọi người sẽ uống nước mà uống từng ngụm nhỏ, và chúng ta uống nhâm nhi giống như uống trà ấy, và mỗi một lần khoảng tầm 10 đến 15 phút mọi người nhâm nhi một cái nước đấy, và chúng ta ưu tiên là uống nước ấm. Cái hệ tiêu hóa của chúng ta rất thích nước ấm và nó không thích nước lạnh. Đơn giản là khi nước lạnh vào nó sẽ làm cho co mạch máu và ảnh hưởng tới cái dịch tiêu hóa của mọi người. Chúng ta uống nước ấm, uống chậm rãi, và theo đúng nguyên bản là mọi người uống là chúng ta sẽ ngụm nhỏ như thế và chúng ta đưa vào hai bên má để thông báo cho cái não bộ của mọi người là nó đang đưa nước vào, để cho ruột của mọi người hấp thu nước được một cách tối đa và sẽ không bị đi tiểu nhiều. Nhưng như thế thì nó sẽ hơi mất công đúng không? Thì chúng ta uống từng ngụm nhỏ thôi, đặt một cái cốc nước ở đấy và tuyệt đối không uống nước đá. Thì mọi người sẽ, đấy là một cách uống nước tốt nhất. Và khi cơ thể của chúng ta đủ nước, nó sẽ là dung môi, hòa tan mọi chất, chúng ta đào thải độc tố dễ hơn, chúng ta có những cái chuyển hóa vật chất tốt hơn. Nếu như thiếu nước thì mọi người sẽ hay bị khô da, hay bị khô môi, chúng ta bị mệt mỏi, đào thải độc tố nó cũng kém, hay bị táo bón, rồi dịch khớp nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và mọi các hoạt động ở trên não bộ nó cũng bị ảnh hưởng theo. Nên là chúng ta phải cực kỳ chú trọng đến cái việc chúng ta bổ sung nước đúng.